Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại kênh của mình, kênh VJ868 Vlog. Đấy, hôm nay mình sẽ làm món cua luộc của mọi người này. Đấy, trên tay mình là cua này. Đấy, chúng mình sẽ luộc cua với cúm, con cúm luôn này. Rất hấp dẫn mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ rửa con cua đây mọi người nhá. Đây, con cua mọi người, cua to chưa? Bây giờ mình sẽ mình luộc lên mọi người ạ. Cua này. Đây, con này to nhất này. Đây, con cua mình đã rửa sạch sẽ rồi, giờ mình sẽ luộc với mọi người nhá. Đấy, con cua đấy, càng to lắm mọi người này. Đấy, đây là con cúm nữa mọi người nhá. Đấy, con cúm này, cúm này, gọi là con cúm này mọi người ơi. Đấy, con cúm giống con cua chưa? Cúm mọi người, bây giờ mình sẽ luộc lên ăn mọi người. Đấy, đây con cúm nữa mọi người. Đấy, cúm rất hấp dẫn mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ bật bếp luộc cua cho mọi người nhá. Đây là bật bếp luộc cua cho mọi người nhá. Đấy, con cua rất là ngon mọi người ạ. Cua như cấm mọi người. Bây giờ mình sẽ cho con cua nhá, con này to nhất mọi người ạ. Đây này. Là thịt nữa. Là cái làm thịt nữa. Mọi người thích cua ngon không mọi người? Đấy, mai em lên để ngân hàng quay, nhưng tôi không quay không đủ số. Kênh của mình hôm nay được 9.900 sub rồi mọi người. Đấy, giờ mình cho nước vào nhé mọi người nhá. Đấy, được khoảng 15 phút sôi ra được mọi người nhá. Rồi mình cho ít canh nhé mọi người nhá. Đấy, mọi người giờ mình đang đun nước luộc cua đó mọi người nhá. Đấy, món cua rất là ngon mọi người ạ. Chúng mình sẽ vớt ra chấm muối tiêu mọi người ạ. Thank you.